Lều Trống là một tiểu thuyết phóng sự của nhà văn, nhà báo, nhà nho học Ngô Tất Tố. Tác phẩm kể về một câu chuyện, cuộc hành trình thi cử đầy khó khăn, vất vả của cậu học trò tài năng tên là Vân Hạc. Anh vốn là người hay chữ, chăm chỉ đèn sách, tài năng của anh khiến ai cũng phải khen ngợi. Vân Hạc có một người vợ, luôn nuôi ước mơ trở thành một người có địa vị trong xã hội. Vì thế, cô đã dốc hết công sức chăm sóc chồng để chồng có điều kiện học tập thi cử. Vân Hạc cũng luôn cố gắng hết mình để đáp lại tình yêu và sự hy sinh của vợ. Nhưng cuối cùng, cả hai đều nhận ra rằng thi cử và quan trường không phải lúc nào cũng là con đường an toàn. Sau đây mời quý vị cùng đến với nội dung chương 1 của tiểu thuyết Lều Trống qua giọng đọc Bình Tâm. Gần nửa tháng rồi, trong làng Văn Khoa, lúc nào cũng náo nức, rộn dịp như sắp kéo hội. Đình trung điếm sở cũng như quán nước hàng quà chỉ làm chỗ hội họp của các ông già, bà già và những cây gậy trúc mũi sắt, những gói trầu cau lớn bằng cái đấu. Chuyện mới, chuyện cũ luôn luôn theo những bãi cốt trầu, những làn khói thuốc đồng thời tuôn ra và nổ như bỏng tan. Ông này nhắc làng mình thật được hướng đình, ông kia đoán họ Trần kết ngôi mộ tổ, bà này bảo cụ Đồ phúc đức hiền hậu, chịu khó lễ các đền chùa, bà kia khen cô Nghệ tốt nết đủ điều, biết phân biệt kẻ trên người dưới. Cái hoa gạo nở đầu tháng riêng đã được tán là điểm tốt, còn khanh khách kêu trên các đình giữa ngày khai hạ cũng được tôn là tin mừng. Câu chuyện tuy duy nhất chỉ quanh quẩn có thế, nhưng sự nô nức đã bắt người ta cứ phải chiếu đi chiếu lại, bàn tán hết ngày ấy sang ngày khác. Đầu làng cuối làng thường có những tiếng cười nói rầm rầm. Hôm nay lại càng tấp nập hơn nữa. Từ lúc trời mới sáng rõ, một hồi mõ đã tiệp tiếng vang của ba hồi trống cái khua động góc trời trên đình. Với chiếc dải lưng lụa đỏ bỏ muối sang cạnh sườn, Lý Trưởng không khác Phó Lý, Trương Tuần tung tăng vác tay thước chạy nhào từ đình đến điếm. Giữa một hồi tí u của những tiếng hiệu ốc đi đôi với xịp hiệu sừng, người ở các xóm kéo ra tiếng tít. Chỗ này vài chục đàn ông đi với mai thuổng, sẻng, cuốc gậy nạng và câu liêm. Chỗ kia, mười người đàn bà và những quang thúng xảo sọt lủng lẳng dưới đầu đòn gánh. Một toán lại một toán, một lũ lại một lũ, ống quần sắn trên đầu gối, gấu váy kéo lên đến nửa bụng chân. Các toán, các lũ lần lượt tiến vào sân đình. Một bầu ồn ào chiếm cả khu đinh và điếm. Mặt trời từ trên ngọn tre xuyên sang mái đình tưng bừng đón tiếng chào của đàn chim sẻ. Ánh sáng lóng lánh chiếu trên đúng quả dành của đôi đồng trụ cửa đình. Cái ồn ào mỗi lúc một lớn, chính nước chè khô đã bị mấy chục bát đàn vục cạn. Hai thùng cao khô, để đó dần dần biến thành đống bã trầu tàn. Hết thảy các toán, các lũ nhất tề đứng dậy. Như một đạo quân ra trận, mấy trăm con người dầm dập kéo ra đầu làng và vui vẻ tiến thẳng đến đoạn đường cùng tận địa giới. Theo mệnh lệnh của ông Lý, ông Phó, ông Trương, dân phu bắt đầu sang sửa từ đầu địa phận trở về. Các bầu tát nước đều được bồi đắp phẳng phiu. Những đám cỏ gấu ven đường đều bị rễ sạch và hắt xuống ruộng. Người ta cắt hết những cây vẩy ốc bám vào ven thành. Người ta giật hết những cái ánh che khum khum rủ trên đường cái. Người ta quét hết những đông cạn rác kinh niên bừa bãi khắp các đầu ngõ ven đường. Hương Lý vẫn thúc giục vội vã, tù và vẫn giúp từng hồi dài từ xóm này đến xóm kia. Trời dần dần nóng thêm. Mấy trăm bộ mặt đỏ như đồng tụ mồ hôi đổ ra bóng loáng. Nhưng cái oi bức của tiết đầu hạ vẫn không ngăn nổi sự nô nức của đám người làm việc hết lòng. Gần đến nửa buổi, bao nhiêu khúc đường khấp khảnh, gồ ghề đều trở nên những dải đất óng mượt như tấm lụa mới. Những tiếng cười nói vui như ngày Tết lại đưa các toán, các lũ dân phu lần lượt trở về sân đình. Một tuần trầu nước vừa tàn, Lý Trưởng đứng trên thềm đình dõng dạc nói xuống. Chưa lắm rồi,
xin chạ đi rửa chân tay và cất đồ đạc, rồi chạ đến luôn nhà quan Tân Khoa để còn làm dạp, kê phản, sắp sửa đũa bát mâm nồi, kẻo nữa không kịp. Một buổi ồn ào dồn dập trong đám đông, đàn ông, đàn bà, lẻ tẻ ai về nhà nấy. Trương Tuần cắt lũ tuần phu canh cổng làng, lý trưởng, phó lý và tất cả những hạng đàn anh lật đật kéo vào nhà ông nghèo mới. Ở đây, từ đầu cổng cho đến xó bếp, toàn là những vẻ vui mừng. Các ông bà, cô cậu trong quan họ đang họp tấp nập. Trên chiếc ghế ngựa quang dầu kê ở gian giữa, cố ông bắt chân chữ ngũ, ngồi bằng điệu bộ rất đắc ý. Phía dãy phàn ở gian bên cạnh, ông trưởng họ Trần thong thả đưa chiếc quạt thước, phẩy mấy chòm râu trắng xóa, bàn định các việc sẽ đến cho ngày mai. Ngoài sân, cố bà cũng như cô nghè, tất cả đều chạy ngược xuôi, vừa sắp sửa các thứ đồ dùng, vừa cắt đặt việc này việc khác. Sau mấy cái vái cung kính dâng khắp các cố ông cố bà và các vị già lão, lý trưởng, phó lý và bọn trùm trưởng ghé ngồi vào hàng ghế cuối cùng. Dân làng kéo đến mỗi lúc mỗi đông, từ nhà dưới đến nhà trên, kẻ đứng người ngồi, lố nhố như một khu chợ. Theo lời cắt cử của các vị tôn trưởng, những người làm giúp tới tấp đi tìm công việc. Công việc bắt đầu túi bụi, tiếng người hò thét, tiếng mâm bát đụng nhau, hòa với tiếng lợn kêu ì ếch ngoài vườn, làm thành cái vọng ầm ầm của một đình đám to lớn. Hàng mấy chục mâm sao nộm thịt mỡ chất đầy trong những bát đàn, đĩa đàn, la liệt đặt khắp các nhà, các sạp. Xin mời bà con hãy đi xơi kẻo đói, các việc đó để ăn rồi ta hãy làm. Lời nói chi ông trưởng họ Trần không kém tiếng hò của ông đại tướng đứng đầu ba quân, nó có sức mạnh khiến cho mọi người răm rắp đứng dậy. Đàn ông với đàn bà, mâm này gọi rượu, mâm kia gọi cơm, rồi mấy mâm khác vâm véo, dục lấy nước canh, nước mắm. Giống như lớp tằm ăn dỗi, một loạt 50-60 mâm nhất tề, nhấc chén cất đũa. Mặt trời chênh chách chiếu vào đầu dạp, các mâm chỉ còn bát không, đĩa không. Bằng một giọng nói chững chạc, ông trưởng họ Trần tỏ ra rất thạo việc. Xin mời bà con ăn trầu uống nước, rồi thì ai vào việc ấy đi cho, xem chừng công việc ấy còn nhiều lắm, ta phải làm gấp mới được. Bao nhiêu mâm cỗ ăn tàn, lần lượt bị đưa xuống khu sân bếp để nhường các chiếu trong dạp cho những đĩa trầu cao khô và những đoàn ấm tay đựng nước chè xanh. Tiệc trầu nước không đầy một khắc, mọi người ồ ạt đứng lên. Lúc này công việc càng rộn rịp, ở đằng sau nhà, những người vật trâu bò xeo ầm ĩ. Ở trong dạp có một đoàn giao thớp ký cốc băm băm. Và trước sân, mấy chục chiếc chày huỳnh huỵch nệm xuống đất. Góp vào đó, mỗi mâm thêm một cái sò lợn hoặc cái lăm lợn, một nậm rượu và một đĩa trầu. Tiếp đến một tràng pháo nổ liên thanh, hai mâm cao tươi đưa hai ông bạn thân của cố ông đến mừng quan nghè. Bằng một dáng bộ ung dung, cố ông từ trên ghế ngựa quang dầu khoan thai thỏ chân xuống đất. Rồi vái một vái gần sát mặt đất. Cố ông cung kính mời quý khách lên thẳng nhà trên. Trống cái ngoài cổng lại điểm mấy tiếng giật giọng. Một lũ cai tổng, phó tổng, lý dịch các xã trong tổng, lố nhố theo mấy bao trẻ sinh hậu và một hòm pháo bàn đào khúm núm tiến vào trong dạp. Theo hình thế của đám rồng rắn, một bọn chừng 40 người kéo dài từ cổng vào sân với chiếc khay vuông, có để vài bức câu đối nhiễu đỏ. Trên chiếc án trước thềm, chè, pháo, cao tươi, chất đầy như quả non bộ. Những cỗ giò, nem, ninh, mọc kế tiếp nhau từ phía cỗ đệ lên. Khách khứa lục đục vào tiệc, bọn nào đến trước ăn trước, bọn nào đến sau ăn sau. Chờ gần tối, khách đã hơi vãn. Hồi trống thu, không của điếm canh vừa tan, những cây bạch lạp, những quả đèn lồng, những đĩa dầu trong các quang tre lần lượt theo nhau bắt lửa. Ngoài sân trong dạp, ánh sáng rực rỡ như ban ngày. Ông trưởng họ Trần cởi tấm áo lam, trao cho người nhà cất đi, rồi gọi lý trưởng, phó lý đến hỏi.
thế nào, những đồ hành hương ngày mai các thầy sắp sửa đủ chưa? Lý trưởng nhanh nhẩu trình cụ, chúng con sắm sửa đâu đấy cả rồi. Phó Lý lễ phép nói thêm, trình cụ còn thiếu hai cái cán cờ tứ linh vì bị mọt giấy, chúng con đã tìm đôi xào phơi dùng tạm. Những ai đi rước cắt cửa xong chưa? Bẩm đã, tất cả hơn 100 suất toàn là người làng. Ông trưởng họ Trần hơi cau lông mày. Cái đó là lẽ tất nhiên. Việc khác, dân làng cũng không được phép cắt người quan họ đi rước, huống chi việc này. Thế các thầy có dặn những người vào việc phải ăn mặc cho tử tế không? Bẩm có, chúng con đã bắt dân làng đều mặc áo đỏ và tức giải lưng màu xanh. Ai không có sẵn thì phải đi mượn ạ. Ông trưởng họ Trần ra bộ vừa ý. Phải cho trang trọng một chút mới được. Còn có hàng tổng, hàng huyện trông vào, không nên cẩu thả để cho người ta chê cười làng mình. Một người tuần phu ở cổng đi vào, chắp tay đến đứng dưới thềm. Trình cụ, phường trèo đã đến. Ông trưởng họ Trần ngẫm nghĩ giây lát. Ra bảo chúng nó cứ ngồi ngoài ấy, lúc nào có người ra gọi sẽ vào. Rồi chỉ tay ra thẳng gian giạp chính giữa, ông ấy nhìn mặt Lý trưởng, Phó Lý. Bây giờ công việc đã thư, các thầy hãy sai đứa nào thu xếp chỗ này để cho phường trèo vào hát một lúc. Lý trưởng, Phó Lý sung sướng như lính lệ được chuyến sai. Họ ra một tiếng rất gọn và cùng đem theo lệnh của ông trưởng quan họ xuống nẻo nhà dưới loan báo cho bọn trai làng. Qua một hồi dọn dẹp kê cúng, gian giạp chính giữa nghiễm nhiên thành một sân khấu lâm thời. Trống trầu trên thềm thủng thẳng điểm 4-5 tiếng, chừng hơn 10 người phường trèo theo đôi hòm vuông lố nhố tiến vào. Trẻ con đua nhau hò reo, trong rạp ồn ào như đám vỡ chợ. Sau khi mấy bộ quần áo đã vắt lên sợi dây từng trăng suốt hai chiếc cột rạp, để ngăn cho nửa gian rạp thành một căn buồng, hộp phấn, hộp son và những mũ bạc, mũ vàng, mũ lông công, mũ cánh chuồn la liệt bày ra nắp hòm mặt án. Trống rung, mõ điểm nhát gừng, phèng phèng trũng trẻ đồng thời nổi lên, trò bắt đầu diễn. Trước rạp, sau rạp và hai bên rạp, người đứng chật như nêm cối. Hết một hồi trống dạo trò, cả đám đều im phăng phắc để nhìn bộ miệng người kép giáo đầu đứng mấp máy môi sau một chiếc quạt giấy. Đánh sạt một cái quạt bị cụp hẳn lại. Người kép lấy hết gân mặt, gân cổ, gân môi để ngân cho giọng thật dài. Nhớ thuở xưa tích cũ, có một anh chài tên gọi Lưu Bình. Mọi người xôn xao bảo nhau. À, họ làm trò Tây Dương Nghĩa Phụ. Đêm càng khuya, trò càng xô xát, khán giả càng nô nức. Người Tây vỗ tay cười reo khi nghe anh Hề cắt nghĩa, đại phong là lọ tương. Và người ta tỏ vẻ ái ngại thương xót khi thấy Lưu Bình lắc đầu nhăn mặt trước bát cơm thiêu và quả cà mốc của nhà Dương Lễ. Nửa đêm trò vừa hết vở, khán giả ồn ào, giải tán sau một hồi trống tan trò. Ông trưởng họ Trần oai vệ ra lệnh cho bọn Lý trưởng, Phó Lý. Bây giờ nửa giờ tí rồi, sang giờ Sửu thì phải khởi hành, các thầy dục họ bưng mâm để trạ sơ rượu, không thì trễ quá. Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung truyện ngắn Lều Trống của tác giả Ngô Tất Tố qua giọng đọc Bình Tâm. Kỹ thuật dựng và nhạc đệm Thanh Bình, Đường Hậu. Quý vị và các bạn yêu thích truyện xin truy cập vào kênh YouTube Thư viện Sách Nói thành phố Bắc Giang. Thân ái tạm biệt quý vị và các bạn.